an toàn anh ta mới gọi quay vần đấy. Lởm quá, xác định hai vòng đường cố lên ba. Thầy biết là nó quay hết cỡ của nó chỉ đỡ được 1/4 không? Em không vần là nó không quay nổi nữa. Đúng đấy, là 2-3 vòng này. Đấy là em cố vần là em gần như thế, em cứ đẩy này. Chắc được 3 vòng đúng không? Chắc được 3 vòng. 2 vòng là an toàn rồi. Cứ 2 vòng một nhà thôi. Nó chuyên quay là quay bị lơi rồi. 1/4 vòng. Nó không đánh sắc. Nếu mà đánh sắc thì em sẽ dễ dàng, em chỉ xịt thôi. Rồi. Thì em xiết thì nó dễ hơn. Quay chủ yếu vẫn là con chạy con gà. Vâng. Tại vì bạn ấy không có kỹ thuật những cứng, không có các cô nào cũng dạy ra. Không nhỉ? Con này nó lỏng. Con này lớp sau đúng không? Dạ. Con này khóa sau đúng không? Vâng, khóa em ấy chứ hả? À thế à? Vâng. Tại vì lúc mà em quay chị ấy, hay quay mấy chị em ấy thì các chị ý thường là chị bảo tự,